Xin kính chào quý bạn, tôi đang có mặt tại Hyundai Lê Văn Lương. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ gửi đến quý bạn một mẫu xe gần như cao cấp nhất của Hyundai tại thị trường Việt Nam. Một mẫu SUV 7 chỗ gầm cao, và đó chính là Hyundai Santa Fe 2019. Phiên bản trước mắt chúng ta là phiên bản 2.4 máy xăng bản cao cấp nhất Premium, có giá bán là 1 tỷ 185 triệu. Các bạn đang quan sát, đây là toàn bộ phần cụm đèn của xe. Hệ thống đèn pha, đèn cốt đều sử dụng đèn bi LED và được đẩy xuống vị trí dưới. Trong khi đó thì đèn giải đèn LED ban ngày, daylight được đẩy lên trên. Thiết kế này thì tạo cho chiếc Santa Fe có một cái cảm giác mạnh mẽ, đôi mắt nó gần như híp lại. Và đó chính là điểm cuốn hút nhất của chiếc Santa Fe này ngay khi chúng ta tiếp xúc. Ở phần bên hông thì chúng ta sẽ có một bộ la răng 19 inch, phay cắt, đi kèm với lốp chuẩn Hàn Quốc, đó chính là Hankook. Chiếc lốp xe Hankook này thật ra nó có khá nhiều điểm mạnh, tuy nhiên thì điểm yếu cũng không thiếu. Thứ nhất là nó sẽ mềm, êm ái, nhưng mà thường thì nó sẽ, cái độ bền nó không được cao lắm. Phần gương chiếu hậu bên ngoài xe, các bạn đã quan sát, có cái biểu tượng của cảnh báo điểm mù. Do đó là cái mẫu xe bản Premium này, chúng ta sẽ có một số các tính năng an toàn mà không phải mẫu xe nào tại Việt Nam cũng được trang bị. Ví dụ như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn an toàn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi, và hỗ trợ mở cửa xe an toàn. Phần tay nắm cửa, tôi nghĩ nó hơi đơn điệu một chút khi mà nó chỉ được trang bị cùng màu thân xe, và cái mặt phía trên thì nó được sử dụng một cái lớp chrome nó hơi tối màu một chút. Nếu là tôi thì thật sự là theo quan điểm cá nhân, tôi thích một chiếc tay nắm cửa mạ chrome sáng bóng hơn. Còn đấy chính là phần đuôi của xe. Các bạn đã quan sát thấy đuôi xe với cái biểu tượng rất rõ ràng luôn, Santa Fe Premium. Và hatchback này chính là một hệ thống dẫn động hoàn toàn mới mà Hyundai đã trang bị trên cái mẫu Santa Fe phiên bản 2019 của mình, thay thế cho hệ thống dẫn động 4WD của thế hệ trước đây. Chúng ta cùng quan sát một chút về phần cốp của xe. Xe sử dụng cốp điện, có đá cốp đầy đủ, và đây là một hệ thống mở cốp thông minh nhất hiện tại trên các mẫu xe. Sau khi chúng ta gập cái hàng ghế thứ hai và thứ ba, các bạn thấy một cái không gian rộng mênh mông như thế này. Và nếu mà tôi chỉ gập cái hàng ghế thứ ba thôi, thì Hyundai Santa Fe này cũng có một cái điểm rất là ấn tượng, đó chính là cái hàng ghế được gập phẳng, nó không giống như cái mẫu Toyota Fortuner là chúng ta sẽ gập sang hai thành bên cạnh. Ở hai bên hông thì chúng ta sẽ có các nút gập ghế điện và ổ điện 12V, cửa gió điều hòa sẽ có đầy đủ cho tất cả các hàng ghế. Hiện tại mẫu Santa Fe phiên bản này nó có rất nhiều màu sắc, và các bạn đang quan sát đây là phiên bản màu vàng cát, trong khi đó chúng ta sẽ có một số các phiên bản khác cùng một số màu khác, ví dụ như màu đỏ, màu đen, màu trắng, rồi là màu xanh dương, cũng rất là đẹp. Chiếc Santa Fe này có thông số kích thước khá ấn tượng, với số đo dài rộng cao lần lượt là 4770, 1890 và 1680mm. Đi cùng chiều dài cơ sở 2765mm và khoảng sáng gầm xe 185mm. Thật ra khoảng sáng gầm 185mm thì không phải là con số gì đó quá khủng khiếp ở một mẫu 7 chỗ gầm cao như thế này, bởi vì nó gần như thấp nhất trong số tất cả các đối thủ so với Toyota Fortuner hoặc là Mitsubishi Pajero. Nhưng bù lại thì mẫu xe này lại được thiết kế cái khoang không gian nội thất bên trong, tôi nghĩ là ở thời điểm hiện tại thì không có nhiều mẫu xe có thể đạt được đến cái tầm thiết kế như thế này. Một sự phối màu rất là tinh tế giữa hai màu đen và da bò màu nâu. Cái mẫu da bò này thì càng ngày càng được sử dụng nhiều trên các xe hạng sang, mà điển hình có thể kể tới chính là Lexus. Các mẫu BMW cũng đã áp dụng nhiều hơn các mẫu da bò này. Và chúng ta ngó qua một chút về khoang cabin. Các bạn thấy khoang cabin mở cửa ra đập vào mắt luôn, cực kỳ ấn tượng. Toàn bộ hệ thống phía bên trái này chúng ta sẽ có cửa điều chỉnh điện, cụp gương tự động, rồi nhớ ghế, nhớ vị trí vô lăng đầy đủ hết. Các bạn lưu ý là xe này là cả ghế lái và ghế phụ đều là chỉnh điện hết nhé. Các phiên bản thấp hơn thì cái ghế phụ kia chúng ta vẫn sẽ chỉnh cơ. Ở khoang cabin này thật tôi ấn tượng nhất và tôi thích nhất chính là cái việc phối màu này. Hơn nữa là nó có một cái nét tinh tế riêng về cái cửa gió điều hòa. Santa Fe này cũng rất là tinh tế, nó được tạo hình viên đạn, và toàn bộ những cái phần cửa gió điều hòa này chúng ta sẽ được mạ bạc. Nó không quá sáng nhưng vẫn đủ tạo điểm nhấn. Bây giờ thì tôi sẽ thử khởi động hệ thống điện này lên, và tôi nghĩ chắc chắn các bạn sẽ thích một chi tiết. Không ai có thể nói không với chi tiết này. Các bạn chờ một chút xíu thôi để xem tôi đang nói đến chi tiết nào.
trước mắt chúng ta ngó qua một chút đi. Đây chính là cái màn hình được thiết kế theo phong cách Fly Monitor. Thật ra để thiết kế và vận hành cái màn hình này thì chi phí nó cao, nó khá là cao so với cái dạng màn hình DVD truyền thống. Bởi vì các bạn sẽ phải tách riêng cái phần màn hình lên trên. Nếu mà cao cấp hơn một chút nữa, nếu dạng màn hình này nó có thể dựng lên sau đó nó gập lại, thì tôi nghĩ là Santa Fe nó còn mang đến một cái cảm giác thích thú hơn nữa. Nhưng mà cũng không có gì đáng chê ở cái mẫu Santa Fe này. Và chúng ta hãy đến với chi tiết mà tôi thích nhất, đó chính là bảng đồng hồ táp lô. Chúng ta có đến 4 màu sắc tùy thuộc vào 4 chế độ lái. Và chúng ta đang quan sát màu xanh dương này của chế độ lái Smart. Cụm đồng hồ trung tâm cực kỳ rõ nét, gây một cái ấn tượng rất mạnh. Và chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được thông qua tất cả các phím chức năng trên tay lái. Như các bạn đã quan sát, chúng ta có điều khiển âm lượng vô lăng, chuyển kênh, chuyển bài, rồi cả cruise control, kiểm soát ga hành trình, đầy đủ hết. Phần DVD này có một tính năng rất thích, đó chính là cái hệ thống dẫn đường của Hyundai đã mua bản quyền hoàn toàn. Các bạn sẽ được hỗ trợ và sử dụng miễn phí. Có phiên bản mới thì chúng ta đến các đại lý ủy quyền của Hyundai để cập nhật. Và đặc biệt là ở cái hệ thống màn hình này, chúng ta có cả cảnh báo tốc độ hiện thời, dẫn đường cực kỳ tuyệt vời. Hệ thống điều hòa, hai vùng độc lập, đầy đủ tất cả cửa gió. Chúng ta sẽ có cả sấy ghế, rồi là sấy vô lăng. Đây các bạn quan sát một chút về cái chế độ vận hành. Chúng ta sẽ có 4 chế độ vận hành đi kèm phanh tay điện tử và chức năng auto hold. Hệ thống giữ phanh thông minh. Khi mà cái tính năng này kích hoạt đấy thì cái việc mà dừng đèn đỏ, sau đó các bạn phải về NVP rồi là sử dụng phanh đỗ, cái điều đó chúng ta không bao giờ phải dùng nữa luôn. Bởi vì tính năng auto hold kích hoạt thì cái áp suất phanh tại tất cả các bánh sẽ được giữ, và chúng ta sẽ tự động khi nó sẽ bỏ khi mà chúng ta đạp ga. Santa Fe phiên bản này chúng ta sẽ có thêm một cửa sổ trời toàn cảnh. Thật ra khoảng vài năm trước đây thì những cái cửa sổ trời toàn cảnh này nó là một cái điều gì đó cực kỳ xa xỉ. Và tôi vẫn nghĩ vào thời điểm năm 2017, tức đây là khoảng 2 năm, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một mẫu xe có cửa sổ trời toàn cảnh. Và lúc đó thì tôi đã nghĩ là không biết đến bao giờ thì Việt Nam mới có được những cái mẫu xe nó có cái hệ thống cửa sổ trời toàn cảnh đẹp như thế này. Panorama giúp cho chúng ta hòa mình với thiên nhiên hơn. Các bạn thấy nếu cửa sổ trời này khi chúng ta về quê cuối tuần hoặc đi picnic mở ra để hưởng thụ cái làn gió không trong lành, thì thật sự không có bất kỳ một loại điều hòa nào cho chúng ta một cái cảm giác yên bình như vậy. Về giá bán của chiếc Santa Fe này và lái thử, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp theo số hotline gặp bạn Huyền, quản lý bán hàng tại Hyundai Lê Văn Lương để được hỗ trợ tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Hãy subscribe ủng hộ kênh, like và share. Xin chào, xin cảm ơn.